Hà Tiên là một thành phố nằm ở phía tây tỉnh Kiên Giang, thuộc vùng kinh tế trọng điểm đồng bằng sông Cửu Long và nằm trong vùng tam giác vàng du lịch của tỉnh, rạch giá Hà Tiên, Phú Quốc. Thành phố Hà Tiên cách thành phố Rạch Giá 88 km, cách thành phố Hồ Chí Minh 350 km, có vị trí địa lý phía bắc giáp tỉnh Campuchia của Vương quốc Campuchia với đường biên giới dài 13,7 km. Phía đông giáp huyện Giang Thành, phía nam giáp huyện Kiên Lương, phía tây giáp Vịnh Thái Lan với đường bờ biển dài 26 km. Thành phố có diện tích 107,92 km2, dân số gần 50.000 người, mức độ dân số đạt 451 người trên 1 km2. Thành phố Hà Tiên là một dải đất nằm ven biển với đầy đủ các dạng địa hình: vũng, vịnh, đồng bằng, núi, sông, hang động, hải đảo, tạo nên nhiều cảnh quan đẹp được ví như Vịnh Hạ Long thu nhỏ. Đến với Hà Tiên, du khách có thể tham quan những địa điểm nổi tiếng như Thạch Động là một trong những điểm tham quan rất lôi cuốn với hệ thống hang động kỳ ảo nằm trong lòng tháp đá gắn liền với truyền thuyết Thạch Sanh cứu công chúa. Khu di tích lăng Mạc Cửu, dòng thơ họ Mạc, khởi đầu là Mạc Cửu từng có công khai phá mảnh đất Hà Tiên hàng trăm năm về trước. Quần thể lăng gồm có hệ thống đền thờ, lăng Mạc Cửu cùng với 59 lăng mộ lớn nhỏ khác. Chùa Tam Bảo tọa lạc ngay trung tâm thành phố Hà Tiên, từng được triều đình nhà Nguyễn ban biển sắc phong nên còn được biết đến với cái tên khác là Sắc Tử Tam Bảo Tự. Chùa Phù Dung, một trong những danh lam cổ tự của Hà Tiên thơ mộng, địa điểm du lịch Hà Tiên này còn làm say lòng du khách bởi câu chuyện tình yêu diễm lệ của ngài Tổng Trấn và nàng Ái Cơ. Hòn Phụ Tử, nơi được mệnh danh là Hạ Long thứ hai, gắn liền với câu chuyện truyền thuyết đầy xúc động về tình cha con và là biểu tượng của Hà Tiên. Đảo Hải Tặc, nơi mang trong mình một vẻ đẹp hoang sơ hiếm có với không khí trong lành bình yên. Bãi tắm Mũi Nai, vẻ đẹp quyến rũ thơ mộng ở nơi đây khiến du khách khó có thể cưỡng lại được. Bãi tắm êm đềm và thoai thoải, sóng biển nhẹ nhẹ vỗ về hoa quyện vào cát. Biển Mũi Nai còn thu hút bởi vẻ đẹp lúc chiều tà, ngồi trên bãi cát trải dài nghe tiếng chim hải âu, hòa bình với gió trời nghe tiếng sóng biển và tận hưởng một trong những khoảnh khắc hoàng hôn đẹp nhất tại Việt Nam. Chùa Phật Đà, hay còn gọi là chùa Lò Gạch, do được xây trên nền một lò gạch bỏ hoang. Du khách đến đây có thể chiêm bái, thưởng ngoạn một công trình nghệ thuật kiến trúc Phật giáo độc đáo, giàu tính thẩm mỹ, vừa cổ kính lại vừa hiện đại. Thắng cảnh đá dựng, hùng vĩ với những tảng đá gai góc nhưng lại mang vẻ huyền bí quyến rũ cách thành phố 6 km. Núi Tô Châu, bao gồm hai ngọn là Đại Tô Châu và Tiểu Tô Châu. Bạn có thể lên đây để phóng tầm mắt ngắm nhìn toàn cảnh Hà Tiên chập trùng giữa biển trời. Đầm Đông Hồ nằm ngay dưới chân núi Tô Châu, đầm thu hút khách du lịch trong nước bởi phong cảnh non nước hữu tình. Chợ đêm Hà Tiên nằm ngay trung tâm thành phố, lung linh ánh đèn về đêm bởi những sạp hàng đủ màu sắc và đa dạng các mặt hàng. Bên cạnh những địa điểm tham quan nổi tiếng, Hà Tiên còn nổi danh với hương vị ẩm thực vô cùng hấp dẫn qua các món ăn.